Dạ, con xin mốt xin chào cô chú anh chị ha. Trước cung kính mình đây là có Hiền Ni ha, chị Hiền Ni nha cô chú ha. Hiền Ni chữ khán giả thì hiện giờ rất là đông nha cô chú ha. Hai Vũ Luân và cô Hồng Loan. Ba nhân vật chính bên đây cô chú ha. Giờ thì đang ngồi đây chờ Nguyên Vũ đến thôi cô chú ha. Bây giờ cũng chiều rồi, cá là nóng nực ha. Con có thấy quạt vậy là biết là cá là nóng rồi nha. Vô chị Thảo. Vô mấy chị. Mấy chị cứ tự nhiên coi như máy quay, thấy máy quay không? Đúng rồi. Con người máy quay tàng hình hết đi. Chị như xung quanh là không có ai vậy đó. Dạ thì sinh nhật của con Vũ Linh thì dĩ nhiên rồi, con cháu anh em đồ gì không có, con cháu không chỉ có anh em cho con chú á. Dạ còn cho một tay có người lớn thì thấy là con cháu của cô Lâm Vũ Linh. Vũ Linh về đây để mừng sinh nhật cho con của chú á. Dạ thì khi mà con đang cuộc sống thì mừng ở vừa lấy thành phố ha. Dạ. Còn bây giờ thì sẽ sinh nhật ở tại Hoa Viên Bình Dương hả bà con chú ha. Dạ khá là đông thì mình này thì ghi hình lên trong đó không có ghi nói ha. Nhờ cứ người đau buồn quá vậy, dòng hết phía bên đây nha, cũng có đối diện á, ghi trong lương nghiệp không có cái gì để gọi là ghi được ha. Phải ghi trước mặt thì ghi trước mặt thì khá là đông anh em chút thôi cũng được ha. Mình chỉ để cái máy đứng im này là cứ ghi thôi nha. Dạ dạ phòng xong xin chào cô chú nha. Dạ thì hiện bây giờ cũng cả là đông hết bà con chú ha. Thì đang ngồi chờ anh Nguyên Vũ thì mấy chị ở sao đang tám trò chuyện ha với chị Hồng Loan và anh hai Vũ Luân với bà con cô chú ha. Dạ rồi chắc anh đi ra chụp hình hay là đi làm gì cả bà con cô chú ha. Dạ miền Trung xong làm chủ bài thứ ba này đẹp mừng sinh nhật của bạn Vũ Linh. Hôm nay là anh Vũ Linh cũng là chị đi chờ tới bến một chuyến bia nè. Dạ phòng hai phòng thông báo được biết thì anh Hai Vũ luôn giữa anh Nguyên Vũ thì cũng không hợp gì cho lắm ha bà con chú ha. Phòng thông báo dự đó vậy. Dạ nghe thông tin là như thế ha bà con chú ha. Thì anh khi mà nghe tin đó anh Nguyên Vũ đến thì Vũ Lân cũng không có bất ngờ, cũng không có mừng, không có vui gì ha, vẫn cũng bình thường. Dạ tại vì hai người thì cũng không có cái mối quan hệ thân thiết gì mấy ha cậu chú ha. Dạ nay sinh nhật Bắc Năm anh lựa bài nào của Bắc Năm anh ca mà. Dạ thì đúng rồi, bữa nay sinh nhật là thì con cháu rồi về hát ca ca tặng cho con Lâm Vũ Linh và cũng như ba của anh Hồng Vũ luôn ha bà con chú ha. Phải ca một bản nha. Dạ bài, chắc có hai là sẽ ca ha. Bài bữa đó ai mua trăng mà nàng định đem trăng đi bán, người định bán bao nhiêu một ánh trăng vàng.
mà cất tiếng ra hoài, bán một dần trăng đã mấy đêm rồi, người ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào. Tôi muốn hỏi nàng mua được một dần trăng, nhưng chỉ ngại rằng trần gian u tối. Trời ơi, nó liền tim luôn á. Ôi nàng bán trăng không bán mà sao đi ra đưng. Dạ quá hay, dạ quá tuyệt vời hả bà con cô chú ha. À, dạ. Hai Vũ Lân ngày ca là có phải ban lại nha bà con chú ha. Tuyệt vời. Trên ca tuyệt vời ha, dạ. 50k, 100% luôn đi. Hàng mặt nơ. Cái dần một cục là uống một ly nước là no tới chiều. Nó lại vậy đi ngại không dám ăn nó, nhưng mà không có đứa nào vô cho mang ăn no có đâu. Ủa anh. Thôi hồi chửi luôn anh. Ăn cho miếng sao? Cái này ăn rồi. Rồi cái miệng vậy mà kêu hai hồi chửi tôi chưa chửi luôn á. Mọi người thấy nó chửi không? Có lộn cái này ăn vô là mình sẽ hiểu. Mọi người thấy bao giờ đi chửi không? Cái này ăn vô là livestream đi chửi chửi luôn á. Chứ không đụng chạm tới ai luôn á. Ai nhột chịu à? Làm tiếp bài lên hai ơi, làm tiếp đi. Làm tiếp bài hai ơi. Còn tiếng luôn. Đời thánh nhiều quá. Xong rồi phát cái like chúng ta. Ăn quá cháo đi. Ngon lắm, đây cực kỳ ngon. Đi 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 làm bài. Nước nội cái sao. Nước nội cái sao. À, dạ bây giờ án chậu quá bà cô chú à, tại sông Sáo kìa. Dạ. Thì à, bây giờ ông Tư Mốt nghĩ là phải dời đi chỗ khác thôi con chú ha. Dạ ăn quá à. Rồi mình đi lại trước đây nha. Lời ngộ hai bà con chú ha. Dạ. Nhưng mà chú heo chồng con cho mốt mình lời ngộ ha. Thì mốt thấy có Hồng Loan đang chụp hình về cái giá hai bà con chú ha. Dạ. Dạ. Wow. Quá trời. Kem giọt hoa hai bà con chú ha. Dạ. 8 giờ lên rồi đó. Con này nhập cháy rồi đẹp không? Và hao con chú ha. Nguyên Vũ nha, Nguyên Vũ lên. Nguyên Vũ lên hả? Đâu? Ngoài á. Nguyên Vũ lên, Nguyên Vũ lên. Nguyên Vũ lên hả Thái Ngọc? Rồi, bà con ơi, Nguyên Vũ lên nha bà con chú ha. À, dạ. À, con Hồng Loan đang chụp hình với khách ha. Dạ, chứ sao không thấy ra đón Nguyên Vũ hả bà con chú ha. Dạ, Nguyên Vũ sắp đến rồi nha bà con chú ha. Dạ. Dạ, thì đến đây Phong số 4 cũng xin kết thúc clip ha bà con chú ha. Dạ. Thì cuối clip thì Phong số 4 xin chúc cho tất cả bà con cô chú mình và trước hết thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn ha, thành công trong mọi công việc. À, đây là tấm hình và phòng sau mốt chụp hình với chị Nhi đi ha. Dạ bye bye, xin chào. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh Phong số 4 nha. Dạ nhớ bấm like ha, chia sẻ nha. Dạ bye bye, xin chào cô chú ha. Dạ thì cuối clip thì cũng chúc cho cậu năm một mùa Giáng sinh thật vui vẻ, là một cái sinh nhật thật là vui vẻ ha. Dạ bye bye, xin chào.